急匆匆，当父儿女也做起。Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Giải Trí Vợ Lâm 2. Và chúng ta đang được xem trên kênh Tiểu Long Du Ký. Vâng, hôm nay thì lại có một bạn trên Facebook. Nói chung là rất là nhiều bạn. Nhiều bạn bảo anh ơi em cày giúp em. Ui giời, anh ơi làm hộ em cái này hoặc là làm kia, trả lời cái này. Ui rất là nhiều. Và dạo này thì Long đang có rất là nhiều việc bận bởi Tết mà các bạn. Tết thì hôm nay thì cũng cố gắng thì là cậy làm hộ bạn lên tay sinh 7 thôi. Dù mặc dù là bạn ấy có xu ở đây này các bạn ơi. Xu rất là nhiều. 4 cặp xu. Bạn ấy bảo làm giúp lên tài sinh 7 cấp 90 gia nhập môn phái giúp họ. Nói chung là giúp cậu ấy. Trả phí cho 200 xu. Nó là 20.000 đấy. Thì mình dạo này đánh cờ bạc hay là nghiện ngập cái gì mà tiêu sạch rồi. Tiêu hết rồi các bạn. Thôi rồi 200 xu thì thôi, cũng mục đích thì là cũng không phải là vì xu đâu, mà cũng thấy bạn ấy cứ nhờ nhiều nên là Long cũng làm và cũng nhận xu và làm luôn. Bởi vì Tết mà chắc các bạn ấy ngại thì thôi mình cũng làm luôn, không lôi thôi nữa. Tóm lại là hôm nay là phải làm cái ác này tái sinh 7 và có xu rồi lên ngay lập tức. Đấy, nhiệm vụ của mình cũng là một nhiệm vụ, vì người ta trả 200 xu thì mình cũng gọi là nhiệm vụ rồi, thôi không lôi thôi nữa. Làm luôn, bằng tính của mình không thích lằng ngoằng, đã trả xu thì mình phải làm rồi, ok. Và ác cái một ác ác của bạn gì nhỉ? Bạn gì mà đặt ác dương thương này, cái băng bồng thì đã tay sinh 7 rồi nhá. PM Facebook để Long trả ác nhá, đã làm xong rồi đấy. Mà Long nhiều bạn nhắn tin qua trôi qua hết rồi, chả biết là chủ ác là ai nữa. Rồi, Long sẽ tài sinh lên cấp luôn và đi gia nhập phái luôn. Vâng, nhiều khi là nhiều bạn nhắn tin quá mà trôi hết cả những người nhắn tin, ví dụ PM mua xu hoặc là mua vàng này, nó mất tích. Nhiều khi là không trả lời các bạn được, đấy các bạn thông cảm. Thôi, chúng ta hãy lên phái Colon Thiên Sư. Hôm nay bạn gia nhập Colon Kiếm Tôn các bạn. Thì mình cũng gia nhập luôn. Và Colon Kiếm Tôn là một trong những phái rất là khỏe bây giờ các bạn. Khỏe ơi là khỏe đấy. Cả phái Đường Môn Nhậm Hiệp nữa. Và rất là trâu và đam rất là to. Chúng ta gia nhập môn phái tìm trưởng của cái môn phái này. Là ai? Là một ông già muốn gia nhập Colon Kiếm Tôn có thể nhận, ok. Vâng, chúng ta chỉ việc ấn F11 lên và gia nhập thôi. Đấy. Chúng ta nhập, mở F11 lên nhé các bạn nhé. Mở F11 lên. Chúng ta gia nhập theo địa chỉ. Theo đúng cái tên mà nó bắt chúng ta đi nhập. Đây. Đấy. Cái này thì dễ thôi. Rồi. Chúng ta lại đi tìm. Đấy. Chúng ta cứ mở F11 nên là chúng ta làm theo hướng dẫn. Ôi trời ơi, đánh thỏ rừng à, vãi. Thỏ xám là thỏ rừng đây. Nếu mà đánh ấy, thì chúng ta tăng vào sức mạnh trước. Bởi vì là chúng ta chưa gia nhập phái nên chưa quan trọng về lâng theo phái nào. Hướng nào nội lực hay là ấy thì chúng ta cứ từ từ, chúng ta tăng sức mạnh để đam cho nó nhanh.
Rồi, ok, chúng ta sẽ gia nhập con luôn kiếm tôn. Rồi, ok. Ok, chúng ta sẽ có đồ luôn các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Áo mặc thành là này để riêng đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Học võ công. Đấy. Cái này xoay xoay xoáy rất là nguy hiểm các bạn ạ. Những chiêu tàn, những chiêu thức nguy hiểm. Vâng, ok, sau khi đã làm xong lại thì mục đích của chúng ta làm gì nữa? Quay ngay về Bỉnh Kinh các bạn. Quay ngay về Bỉnh Kinh. Đấy. Ok, quay ngay về Bỉnh Kinh. À, cái này có xu rồi thì khỏi phải tính rồi các bạn. Làm ngay cục cục Cửu Thiên Vô Cực Đơn các bạn. Đấy, đúng là nhà hôm nay có điều kiện. Mình không ngờ mình lại có điều kiện kinh khủng như thế này. Đấy. Sau cho đó bước tiếp theo làm gì ạ? Chúng ta lốc vào thôi, đúng không ạ? Không biết là bạn ấy lấy phe Tống hay phe Liêu nhỉ? Mình sẽ chọn phe Liêu bởi vì là bạn ấy một ác thì bên nào cũng được. Mà mục đích là mình chọn phe Liêu này để làm gì? Mình mượn cái ác này để mình đi đào bên bên Tống, mà bên Tống phá thì mình mượn ác vào mình quậy các bạn. Đấy. Nó rất là nhiều nguyên nhân. Ok, sau đó chúng ta thì quay trở lại. Rồi, chúng ta đang quay trở lại. Rồi, ok, đây. Như các bạn biết chưa? Ác này đã đủ điều kiện. Đấy, một phát đủ điều kiện luôn. Nhưng mà tạm thời nhá, các bạn đừng tái sinh vội. Đi lấy vàng học võ công nữa. Rồi, ok, Nong sẽ bán cho bạn ấy 500 vàng. 500 xu. 500 xu tương đương với Nong bắn đắt lắm ấy. 2 vàng 5 đấy. Rồi, ok. Bạn ấy đã thỏa thuận như thế rồi và sẽ lấy vàng. Đợi tí, đợi tí nha. Ok, Nong đang lấy ác để cầm vàng. Dạo này nhiều vàng quá, nó nằm xuống ngon. Đây, trên người còn 2k vàng nữa. Bị các bạn sâu xé bán dần rồi các bạn. Các bạn PM Nong bán lẻ rồi. Và Nong có hai trường hợp Nong hay bán. Thứ nhất là đổi trực tiếp bằng thẻ dinh này, chứ không lấy thẻ cào nữa. Thẻ cào dạo này nghỉ Tết không đi làm nên không bán được thẻ cào, nên bắt buộc phải bán bằng mua bằng thẻ dinh hoặc là chuyển khoản nhá. Đấy. Mà dạo này chuyển khoản thì hết vàng rồi, chuyển khoản nó ngại quá, ít không bỏ. Tốt nhất là kiếm bằng thẻ dinh. Rồi, ok. Chủ yếu là các bạn thương Nong thôi, chứ các bạn có thẻ dinh rồi các bạn lên đây các bạn bán trực tiếp được. Rồi, ok. Chúng ta Nong sẽ chuyển qua kiểu chuyển vàng qua các bạn. Đấy. 250 vàng. Đấy. Đấy. Rồi, ok, Nong sẽ chuyển ở đây. Lâu quá. Rồi. Đấy, mình đã hết vàng. Rồi, mình tốt nhất là mình đi học võ công ạ. Đấy. Đấy các bạn, đi học võ công luôn. Đi học mắc và hôm nay sẽ nhận thưởng cho bạn luôn. Cái này thì ai cũng làm được thôi, nhưng mà bạn ấy lười làm, bạn ấy có việc bận các bạn. Ông bên này này, ông cứ chạy sang này. Tại mục đích làm sao mà chúng ta phải học võ công luôn, bởi vì là chúng ta là thừa điểm kinh nghiệm đây. Nếu mà chúng ta tái sinh 7 luôn là chúng ta sẽ
xin cho ngài ác này. Chúng ta sẽ vào đây, đủ điều kiện rồi các bạn. 50k công trạng, 3k 4 sư môn, ok, không nói nhiều nữa. Chúng ta theo ưng tử bỏ qua các bạn, giống Thiên Đấu Quyền. Bởi vì sao? Bởi vì là Long nghĩ rằng là bởi vì là cái phái này có cái chiêu mà xoáy quanh đối phương ấy, mà nó xoáy quanh không phải là một lúc một tí đâu, mà nó xoáy quanh rất là lâu, có nghĩa là đối phương chắc chắn là sẽ dính bỏ qua, mà bỏ qua thì các bạn ấy rất là thấm. Long nghĩ là vậy, và về ok, Long sẽ chuyển sinh luôn theo tính ưng tử. Và cái này nếu mà chuyển sinh sai thì chúng ta tiến cấp tài sinh lên tài sinh 8, chúng ta đổi lại được, các bạn yên tâm, chúng ta cứ chuyển sinh theo hướng này, ok, chúng ta sẽ thoát. Rồi ok, chúng ta sẽ quay trở lại. Đấy. Đấy, chúng ta chuyển sinh xong là chúng ta có rất là nhiều đồ ngon các bạn. Đấy, có cả năng ba cái thứ rất là nhiều. Đấy các bạn thấy không? Rất là nhiều, mở văn sức luôn. Đấy. Rồi ok. Đấy, tí là sẽ đi đục cho bạn cái lỗ luôn. Và cái nhớ nhá, cái hào hiệp vô hạ này thì các bạn có thể mặc được luôn, bởi vì học mắc chưa 5 năm rồi. Để Long xem mặc được chưa nào. À vâng, vì ác này là phái ngoại mà các bạn, chúng ta chọn làm sao chúng ta biết phái ngoại, chúng ta nhìn mình biết ngay vào các chiêu thức đánh này, sức mạnh này và thì gân cốt, thì ác này thì Long sẽ tăng vào sức mạnh đã, không biết làm sao nhưng mà cứ phải sức mạnh đã, sau đó cho vào gân cốt, mà sai sót thì chúng ta có thể tẩy. Ok, đấy. Bạn nhận sức mạnh của chúng ta kiếm xa. Thì chúng ta cũng chọn vì ngoại công mà không đủ cơ hội chống ngoại công. Lần nào mình dính tình trạng kiểu này mà không để ý. Đây, đuôi thỏ đây, tí làm cái đuôi thỏ cho bạn luôn, không lại quên các bạn. Nhờ chúng ta hay quên lắm. Đây, vì Long rất là nhiều việc. Đây, Long mở nốt cái này ra. Đấy, đấy. Ok, tài sinh 7 luôn. Và như là tranh thủ đi ra nhận ngoại trang luôn các bạn. Ngoại trang. Nhầm. Đây. Nhận ngoại trang luôn. Đấy, rất là ok. Các bạn thấy chưa? Đấy. Ngoại trang luôn nhé. Và bước tiếp theo đó là nhận kim xà. Kim xà 4. À. Thiết huyết. Vì Vân Du là nội công, Du Hiệp là kháng, còn Thiết huyết là ngoại công. Ok. Và được rất là nhiều đá luôn. Đấy các bạn này. Mặc luôn đấy, Long đang mặc luôn đấy các bạn. Và đi khảm đá luôn. Mặc luôn và khảm đá cho bạn ấy luôn. Về Tương Dương các bạn. Về Tương Dương là chúng ta đục luôn. Chúng ta đến đây được luôn. Và quan trọng nhất là cái vũ khí các bạn. Đấy, quan trọng nhất là cái mũ và vũ khí. Thì Long sẽ vũ khí trước cho nó độ thấm cho nó cao, chứ đủ đánh đối phương đam lên cao nhanh hơn. Cái mũ thì chỉ là một là tăng tốc độ chi tiêu, hai là giảm tổn thương, thế thôi. Ba là máu. Đấy, chỉ có ba vai trò thôi. Rồi, chẳng còn cái mũ này tốt nhất là không đục, đợi hào hiệp các bạn. Thấy các bạn không? Các bạn đang đề cài đây. Xem có ai cùng clone giống mình không? Đấy, có bạn rủ đi TLT không? Mình đang có việc bận, mình không đi được. Đi, mình máu đi lắm. Chúng ta đi nhận mũ luôn các bạn. Rồi. Chưa học chưa 5 này. Chưa học mắc chiêu các bạn. Đây chưa học cái chiêu này các bạn. Nên nó chưa cho học. Bởi vì là cái chiêu này nó cần danh vọng là 3k5 điểm là sư môn cơ. Mà ác này có mới tới đây 3k danh vọng. Nó đòi 3k. Tại sao lại mất 100 điểm thế này? Không hiểu nguyên nhân. Cái sư môn không quan trọng là đòi danh vọng các bạn. 3k5 điểm à sư môn. Đấy, không tin này Long lên cho các bạn xem. Đây là đúng cái phái của nó nhé. Đấy.
chưa học mắc chiêu nên là chưa mở được hòa hiệp vô hạ ra. Đây, sẽ đến đây để xem. Để học võ công rồi. Đấy, các bạn thấy chưa? Cái này thì không phải, cái này là chấn phái không nói, nhưng mà cái này này. Đấy. 3k5 điểm danh vọng, mà ác này mới 3k thôi. Có nghĩa là ác này phải đi thái hư. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ video. Và video này là video làm cho khách. Thì Long cũng đến đây là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Còn cái đá này để cho bạn ấy ép vào. Ép vào, hoặc là các bạn cho vào đây, thu nó vào hết vào cái túi nhỏ này. Đây gọi là túi thần kỳ các bạn, tầm năng đá quý. Ok, chúc các bạn xem video vui vẻ và chơi game thật là thoải mái và miễn phí. Vâng, Long xin dừng nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào video clip khác.